Sáng ngày 7 tháng 10, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tân Lạc đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2024. Đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tân Lạc chủ trì hội nghị. 9 tháng đầu năm 2024, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã tích cực chủ động bám sát sự chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện, để chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị xã hội ủy thác triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách. Trong đó, tập trung thực hiện rà soát đối tượng chương trình cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, chuỗi giá trị theo Nghị định số 28. Thực hiện rà soát khách hàng đi khỏi nơi cư trú, triển khai tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2024, tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách đạt 578 tỷ 439 triệu đồng, tăng 33 tỷ 264 triệu đồng so với năm 2023. Tổng dư nợ đạt 577 tỷ 033 triệu đồng, tăng 32 tỷ 098 triệu đồng. Tăng trưởng dư nợ đạt 5,9% so với năm 2023. Trong đó, doanh số cho vay là 124 tỷ 639 triệu đồng với 3.029 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn. Doanh số thu nợ đạt 98 tỷ 802 triệu đồng. Tỷ lệ thu nợ đến hạn đạt 100%, không có nợ quá hạn. Tỷ lệ nợ khoanh chiếm 0,016% tổng dư nợ. Hoạt động ủy thác thông qua các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện tốt, với dư nợ ủy thác chiếm 99,92% tổng dư nợ, tăng 32 tỷ 098 triệu đồng so với năm 2023. Tại hội nghị, các thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện hỗ trợ nhà ở, khắc phục thiệt hại và khôi phục sản xuất sau bão, mưa lũ. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bùi Văn Tinh ghi nhận những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm. Trong quý 4 năm 2024, đồng chí đề nghị các phòng ban chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp triển khai thực hiện tốt chính sách cho vay hỗ trợ nhà ở, đất ở, tạo việc làm, đào tạo nghề, cho vay đi làm việc ở nước ngoài, xử lý kịp thời các khoản nợ bị rủi ro, nguyên nhân khách quan và hỗ trợ khách hàng vay vốn để phục hồi sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện và Ban đại diện huyện, chủ trì phối hợp với các phòng, ban, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ trong năm.